Kế hoạch xây dựng nhà máy nhiệt điện Thâm Áo hiện vẫn chưa có hướng giải quyết. Ngoài ra, công trình trạm tiếp nhận khí ga có dự định đặt tại khu công nghiệp Quan Đường có nguy cơ gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái rặng san hô trên 1.000 năm trong khu vực này, cũng gây nhiều tranh cãi. Vào ngày 24 tháng 4, Đoàn thể Bảo vệ Môi trường đã đến Sở Bảo vệ Môi trường, nơi diễn ra hội nghị chuyên gia về rặng san hô Đại Đàm, tiến hành biểu tình phản đối việc không cho phép người dân tham gia dự thính hội nghị. Đây là một việc làm không dân chủ. Để làm rõ vụ việc xây dựng cảng công nghiệp và khu công nghiệp Quan Đường tạo nguy cơ gây ảnh hưởng môi trường sinh thái rặng san hô, vào ngày 24 tháng 4, Sở Bảo vệ Môi trường tiếp tục mở phiên họp lần thứ 2 của hội nghị chuyên gia rặng san hô Đại Đàm. Phiên họp tiếp tục thu thập ý kiến của người dân. Đến ngày 27 tháng 4 sẽ cho mở phiên họp lần thứ 3. Tuy nhiên, để tránh trường hợp Đoàn thể Bảo vệ Môi trường trì hoãn cuộc họp viện lý do vào trình tự phát ngôn hoặc những vấn đề khác, nên Sở Bảo vệ Môi trường vừa tuyên bố phiên họp ngày 27 tháng 4 sẽ không tiếp nhận ý kiến phát ngôn của người dân tới nghe dự thính. Tình nguyện viên Liên minh Hành động vì rặng san hô Đại Đàm cô Lý Bích Điềm cho biết Sở Bảo vệ Môi trường đưa ra quy định không hợp lý. Họ đã cướp đi quyền lợi chính đáng tham gia hội nghị của người dân, kể cả quyền lợi dự thính hội nghị cũng không có. Chúng tôi vô cùng bất mãn vì điều này và cho rằng không mang lại lợi ích cho công tác thẩm tra vụ việc trong tương lai. Không những thế còn tạo nên hậu quả nghiêm trọng. Luật sư Hiệp hội Sinh thái YFH Đài Loan bà Thái Nhã Doanh cho biết, vùng đất có rặng san hô là vùng đất rặng san hô chắn bờ. Theo điều khoản 14 luật đất đai thì vùng này không được sử dụng cho việc xây dựng, cho nên chúng tôi cho rằng họ đã lợi dụng đặc quyền để lấy được vùng đất này, nhưng thực chất là tài sản bất chính của đảng.